Kênh Bonsai Thơ kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Vừa qua cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ những nhà vườn. Cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Chúc sức khỏe của cô chú anh chị xem và lựa những cái mai ưng ý. Chúng ta xem, chúng ta đăng ký kênh để được cập nhật video mới và xem được nhiều video của cô chú anh chị. Thì cụ thể hôm nay đến ngã sáu Giang, chỗ bãi kiển anh qua giao lưu số loại giống mai. Thì cụ thể chúng ta sẽ gặp chủ vườn mai của cô chú anh chị. Xin mời. Dạ em xin chào cô chú anh chị, là em tên Qua ở thị trấn A6 Châu Thành Hậu Giang. Nay em lên clip mai dảo ghiên, dảo tự hột, dảo thủ đức để giao lưu với cô chú anh chị. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh. Chương trình phí ship của em thì em bao ship miễn phí, mà em gỡ chậu ra ship cô chú anh chị. Gỡ chậu ra rồi quấn bao, quấn băng keo, quấn giấy thùng ship tới cô chú anh chị. Bước đầu tiên vô là cây số 1. Đó, cây mai em, cây mai thằng chậu cũng, cây này cũng được là 7-8 tháng rồi. Nhưng mà này cây thằng nó bây giờ nó dính gì cho nè, ship tới cô chú anh chị mình yên tâm, không sợ héo nó. Thằng chậu á. Thằng chậu. Tươi tốt sống khỏe cô chú anh chị. Đó, từ tốt sống khỏe, bao bao phí ship của chú anh chị mình luôn, bao phí ship luôn cô chú anh chị ơi, bao ship tới cô chú anh chị mình không héo luôn. Rồi ok, vậy là mình cho thông số đi anh Quay. Rồi hoàn thân ngay đây là 24. Rồi 24 nha quý cô chú anh chị. Rồi ok, chiều cao là 170, sáng ngang là 120. Rồi. À, cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000, bao cái ship luôn. Rồi, bên đó, bên góc bên đó kìa, góc cái dừa kìa. Ừ, nhát góc cái dừa đi. Rồi, cây số 2. Rồi, tới cây mã số 2. Đó, vẫn là một cây mai dạo ghiên dạo hột luôn nha cô chú anh chị. Ghiên hột luôn. Ghiên hột luôn, bông từ 7 cánh đến 12 cánh. Phí ship miễn hết anh. À, chương trình phí ship em miễn phí ship hết. Cây tươi tốt sống khỏe. Rồi ok, thông số luôn quay. Hoành thân là 25. Chiều cao là 150. Rồi. Tán ngang là 140. Rồi, à, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000. Để đó tôi dỡ lên để tại chỗ luôn. Cây mã số 3. Số 3 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 3. Rồi tới cây mã số 3. Chẳng là một cây mai dảo ghiên dảo hột. Dừng dừng cái đó, dừng dừng. À. Mặt bông đó. Ok. Rồi xoay đi anh. Rồi xoay luôn qua đi. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí nha cô chú anh chị. Miễn phí, quý cô chú ơi. Rồi, cho thông số luôn anh. Hoành thân ngay đây là 25. Chỗ này là 25. Chiều cao là 170. Rồi. Tán ngang là 150. Cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Bao miễn phí ship luôn. Rồi. Dỡ lên tôi để ngay đó luôn. Dỡ lên. Rồi tới cây mã số 6. Cũng có mặt bông luôn anh, đừng xây nha, để nguyên nha, để nguyên, để nguyên, để nguyên. Cho bà con coi cái mặt bông thế này. Bật lên, ừ. Rồi, cây mã số mấy anh? Rồi tới cây mã số 6. Số 6. Kiếm coi, số 5, số 7 đâu. Cây cho sao mút kìa. Số 5 kìa. Rồi cây mã số 6. Cây này là số 6 nha cô chú anh chị. Vẫn là một cây mai dảo ghiên dảo hột.
bà con đọc theo cái số thứ tự. Đó, ngắm đó. Rồi, ok, đo thông số anh ơi. Một cốt luôn bà con ơi. Một cốt chốt, cành chi đầy đủ. Hoành thân 23. Rồi, 23. Chiều cao là 170. Rồi, 170 luôn. Tán ngang là 134. Rồi. À, cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 bao cái ship luôn. Bỏ lại xác đó đó. Sau lưng chính đó. Ừ. Rồi tiếp theo. Chồng. Rồi tới cây mã số 5. Em này là số 5 quý vị ơi. Vẫn là dạo ghiên dạo học nghe cô chú anh chị. À, cây tươi tốt sống khỏe luôn. Tươi tốt sống khỏe luôn. Lá lớn anh. Lá lớn. Chi rồi khỏi nói luôn bà con. Cái này là muốn lên xù hay mấy khớp nghe cô chú anh chị. Nè khớp này là u nè. Một khớp nè. Nè lên nè, lên đây nè, lên đây cục luôn nè. Đó cục ra đó. Rồi ok xe đi. Một cốt anh. Một cốt, cành chi đầy đủ. Rồi đó luôn đây. Hoành thân 22. Rồi 22. Chiều cao là 160. Rồi. Tán ngang là 143. Cây okay. Mã số 5 này em giao lưu của cô chú anh chị là 2.200.000 bao cái ship luôn. Rồi cây số 7 lên. Rồi làm chỗ luôn. Hết chậu rồi. Thôi khỏi. Chưa lại đấy, chưa lại. Rồi lên luôn, lên luôn. Cây này cây số 7 ha. Rồi cây mã số 7. Anh lâu lâu này sẽ ra đụng. Cây này mặt bông lớn lắm nè. Đó, có bông ra. Rồi, anh dừng lại đi, dừng lại. Rồi, ok anh, cây. Rồi tới cây mã số 7. Số 7 của chú anh chị ơi. À. Rồi đo thông số luôn quay. Hoành thân là 24. Rồi 24. Chiều cao là 170. Rồi. Tán ngang là 140. À, cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.300.000 bao cái ship luôn. Bao cái ship cho cô chú luôn. Rồi đổi cây. Xuống đó luôn. Mẹ đây đi. Rồi tới cây mã số 8. Số 8 bà con ơi. Đó, vẫn là một cây mai dảo ghim dảo hột. Số 8, số 8. Cây tươi tốt sống khỏe à. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi loại mai gì mặt bông? À, mai dảo ghim dảo hột, dảo thu đất mặt bông từ 7 cánh 12 cánh cô chú anh chị. 12 cánh luôn cô chú anh chị ơi. Phí ship miễn anh. À chương trình phí ship em là bao ship miễn phí. Miễn phí em gỡ chậu ra ship nghe cô chú anh chị. Đó đấy khủng luôn. Đấy quá trời cái đấy luôn. Quá trời đấy không? Rồi ok đo đi anh. Hoành thân là 26. 26 cô chú ơi. Rồi. Chiều cao là 1m7. Rồi 1m7. Tán ngang là 120. Rồi cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.600.000 bao cái ship luôn. Rồi bao luôn. Rồi xuống. Rồi tiếp theo cây số. Số 9. Xe cái ha. Xe cái. Ừ. Rồi tới cây mã số 9. Đó, vẫn là một cây mai dảo ghim dảo hộng của chú anh chị.
Đó, mặt bông từ 7 cánh, 12 cánh. Thần chậu lâu chưa anh ơi? Cái này thần chậu khoảng 6 tháng cô chú anh chị, 6-7 tháng. À. Cái này hoành lớn lắm nha cô chú anh chị. Rồi ok đo luôn anh ơi. Đây u nu luôn. Bản thân ngay đây là 30. Rồi 30. Chiều cao là 150. Rồi. Tán ngang là 108. Okay. À, cây mai số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao cái ship luôn. Bao cái ship luôn. Rồi. Rồi tới cây mã số 10. Số 10. Mười quý cô chú ơi. Cây số 10 anh. Rồi tới cây số 10 vẫn là một cây mai giảo ghim giảo từ hột lên luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cây tươi tốt sống khỏe luôn. Cây tốt. Một cốt luôn anh, to luôn. Một cốt luôn, để đẹp luôn. Hoành thân là 23. Rồi. Chiều cao là 180. Tán ngang là 135. Rồi. Cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000. 11 lên. Đây. Rồi, cây mã số 11. Đó, cây mã số 11. Vẫn là một cây mai giảo ghim giảo từ hột lên luôn nha cô chú anh chị. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Đó, cành chi đầy đủ, cây tươi tốt, sống khỏe luôn. Rồi ok đó anh ơi. Hoành thân là 22. 22. Chiều cao là 160. Rồi. Tán ngang là 145. Rồi luôn. À, cây mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000, bao cái ship luôn. Rồi, số 12 lên. Kìa kìa sau lưng anh. Gỡ gạch kìa. Rửa rửa gạch nha. Rồi xe xe trong. Rồi. Rồi tới cây mã số 12. Mã số 12 nha quý cô chú anh chị. Đó, vẫn là một cây mai giảo ghim giảo hột á. Thần chậu ha. Dạ, thần chậu luôn. Chương trình phí ship lại bao ship miễn phí. Rồi thông số luôn đây. Hoành thân ngay đây là 21. Rồi 21. Chiều cao là 150. Tán ngang là 136. Rồi. Cây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000. 2.200. Rồi. Rồi, rồi tới cây mã số 13. Đây luôn đi. Rồi tới cây mã số 13. Đó, số mã số 13 vẫn là một cây mai giảo ghim giảo hột nghe cô chú anh chị. Ghim hột thần chậu luôn, cái mã mặt bông từ 7-12 cánh luôn. 7,
Chương trình phí ship là em bao ship miễn phí luôn. Gửi chậu qua ship nghe cô chú anh chị. Tất cả đều một cốc hết ha. Rồi, một cốc chút hết. Rồi, ok, giờ cho thông số luôn đây. Hoành thân là 23. Rồi, 23. Chiều cao là 150. Rồi. Tán ngang là 150. Cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.300.000. Bao ship luôn. Rồi cây mã số 14, cây trên đó nè. 4. Đấy nó là kiếm đây tưởng đây. Rồi cây mã số 14 vẫn là một cây mai dảo ghim cho học luôn của chú anh chị. Đó. Cây tươi tốt sống khỏe luôn. 5 chậu là mấy tháng anh? À 5 chậu 6 3 tháng của chú anh chị. Thần luôn. Chương trình phí ship em bao ship miễn phí. Bao ship. Xoay luôn đây. Rồi ok đó luôn đây. Hoành thân là 27. Rồi 27 như chú anh chị. Chiều cao là 160. Tán ngang là 140. Rồi. À, cây mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000, bao cái ship luôn. Rồi, bao cái ship. Rồi. Rồi, tới cây mã số 15. Rồi, cây mã số 15. À, vẫn là một cây mai dảo ghim dảo hột. Từ hột lên nghe cô chú anh chị. Từ hột luôn. À, cây tươi tốt sống khỏe để đẹp luôn. Phí ship miễn hết anh. À chương trình phí ship em miễn phí ship hết. Riêng học luôn bà con ơi. Riêng học luôn. Để đẹp luôn nè cô chú anh chị. Rồi ok bây giờ thông số anh ơi. Hoành thân là 20. Rồi 20. Chiều cao là 160. Rồi. Tán ngang là 118. Rồi. À, cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu bao ship luôn. 2 triệu bao ship. Rồi cây tiếp theo. Cây tới 6 đây. Rồi cây mã số 16. Chạy nữa. Chạy nữa. Đừng quay đừng xuyên. Có cái mặt bông lên đây. Rồi ok. Rồi tới cây mã số 16. 16 bà con đó, ơi. Vẫn là dảo ghim cho học đó. Từng chậu sống khỏe ha. Từng chậu sống khỏe, cây tươi tốt luôn. Từng chậu sống khỏe luôn. Rồi ok thông số đi anh. Hoành thân là 23. 23. Chiều cao là 170. Rồi. Tán ngang là 130. À, cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship luôn. Rồi hạ luôn. Tới cây mã số 17. Cô chú chị ơi. Rồi tới cây mã số 17, đó vẫn là một cây mai dảo ghim dảo tự hột luôn nghe cô chú anh chị. Ghim hột luôn. Ghim hột luôn.
Đó, cây tươi tốt sống khỏe luôn. Cành chi đầy đủ nha cô chú anh chị. Cành chi đầy đủ luôn nha bà con. Rồi xây luôn qua. Xây luôn đó, xây luôn, xây luôn, xây luôn. Quá trời. Gấp quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi đó anh ơi. Hoành thân là 23. Rồi 23 quý cô chú ơi. Chiều cao 1m9. Rồi chiều cao 1m9. Tán ngang 1m5. Rồi. À, cây mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship luôn. Rồi bao ship. Rồi lên số 18 đơn rồi. Đó. Cây rồi đó. Rồi tới cây mã số 18. Đó, vẫn là một cây mai dạo riêng dạo hột nha cô chú anh chị. Riêng hột thường dạo anh. Riêng hột thường dạo luôn. Riêng hột thường dạo luôn bà con ơi. Đó, cây tươi tốt, sống khỏe. Rồi, mặt bông mấy cánh mày nhắc mặt lại. Mặt bông từ 7 cánh, 12 cánh nha cô chú anh chị. Rồi. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí. Rồi đó luôn anh ơi. Hoành thân ngay đây là 27. Rồi 27 cô chú ơi. Chiều cao là 1m8. Tán ngang là 1m5. Rồi. À, cây mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.600.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi đổi cây. Rồi 19. Chính đâu nè. 19 nè. Rồi tới cây mã số 19. Rồi 19 quý cô chú anh chị ơi. Đó. Cây mã số 19 chẳng là một cây mai giáo ghim giáo hột, mai thần chậu giáo thủ đức nha cô chú anh chị. Bông từ 7 cánh 12 cánh. 7 12 luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó, cây tươi tốt sống khỏe luôn. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí. Bao ship miễn phí cho bà con luôn. Gỡ chậu khai ship nha cô chú anh chị. Rồi ok đó luôn. Hoành thân ở đây là 25. Rồi 25 quý cô chú ơi. Chiều cao là 160. Rồi. Tán ngang là 150. Ok. À, cây mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000, bao khai ship luôn. Rồi tới 20 cuối. Rồi tới cây của clip. Mã số này mã số 20 nha cô chú. Đó, vẫn là một cây mai dạo ghim dạo từ học lên luôn nha cô chú anh chị. Đó, chương trình phí ship em bao ship miễn phí, gỡ chậu ra ship tới cô chú anh chị. Rồi mã số 20 nha cô chú anh chị. Đó, cây tươi tốt sống khỏe nha cô chú anh chị. Tàn chi khá nhiều ha. Thấm tàn luôn. Dáng thế để đẹp cô chú anh chị. Rồi ok anh cho thông số luôn nè. Hoành thân là 19. Rồi 19. Chiều cao là 150. Rồi. Tán ngang là 150. Ok. À, cây mã số 20 này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu bao ship luôn. Rồi ok. À, cũng là cây cuối clip. Em cũng xin chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em, cảm ơn. Rồi, tạm biệt luôn anh. Dạ, hẹn tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại luôn quý cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị xem và ủng hộ kênh ha. Cảm ơn rất là nhiều luôn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Mến chào, tạm biệt, chúc sức khỏe quý cô chú luôn. Rồi nhớ đăng ký kênh ha, được cập nhật video mới. Rồi hẹn gặp lại.